Nên chúng ta sẽ vô bài nội dung về thời gian, À, nội dung về giao thông. nội dung về giao thông. Và giao thông của chúng ta thì chúng ta sẽ đi ở hai hướng. Một cái hướng thứ nhất đó là cái hướng về phương 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 hướng à, phương hướng. Và một cái hướng thứ hai của mình đó là phương tiện à, phương hướng và phương tiện. Trong giao thông thì nó sẽ có hai cái như vậy, phương hướng và phương tiện. Và hôm nay thì mình sẽ đi cái phương tiện trước à, phương hướng trước. Thì lúc à, là sư đi bài ha. Bài khóa của chúng ta gồm có cái đoạn này: nín truy nọ, nín truy nọ, wo truy ta trung công sư, nín chi đạo truy na zen me zou ma? Wo chi đạo yi zhi zou dao hong lü deng wang you guai. Dao le jiu ting zhe ba, qing gei wo fa piao. Nín truy nọ, wo qu da zhong gong si, nín zhi dao qu na zen me zou ma? Wo zhi dao yi zhi zou dao hong lü deng wang you guai. Dao le jiu ting zhe ba, qing gei wo fa piao. Nó nghe qua bài khóa. Và ở trong này ha thì chúng ta sẽ thấy là nín truy nọ, nín truy nọ, truy nọ, wo truy ta trong công sư, nín truy nọ, zen me zou ma? Wo zhi dao jiu ting zhe ba, jiu ting zhe ba. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vấn đề của bạn ở à, bạn ở, và bạn ở xuất hiện ở ba chữ này. Nếu mà chúng ta không chú ý thì rất là dễ bị sai sót ở ngay chỗ này à, chúng ta sẽ có chữ nọ nọ à, nọ và no no và trơ trơ. Khi thấy âm ở thì chúng ta sẽ cuốn hai âm vô thành một chữ à, và nọ nọ no no trơ trơ à, nọ nọ no no và trơ trơ. Chúng ta cần cái cuốn âm nó lên. Trong bài này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề của ở à, vấn đề của ở. Ở là cái âm mà hổm ra chúng ta cũng đã gặp qua và chúng ta cũng nhắc qua một vài lần à. Thì khi mà nhắc tới âm ở chúng ta sẽ là truy nọ. Lúc mà chúng ta viết ra thì chúng ta phải viết đầy đủ n a e r à, nhưng mà khi mà đọc thì nó chỉ vô một âm thôi à. No 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 đọc cuốn qua luôn, không có để đọc hai âm à. Về cái cách đọc là chúng ta cần phải cuốn, và khi mà viết thì chúng ta sẽ viết thắt xuống đầy đủ là er à, thì nó mới ra được cái chữ của mình à. Và hôm nay thì lão sư sẽ nói với ta về cái phần nghĩa. Ở là một âm khá là khó chịu à, nó sẽ có ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái chữ mà có ở và cái chữ không có ở. Chữ có ở và chữ không có ở nó sẽ khác nghĩa nhau à. Và có một số chữ ở hai chữ này nó sẽ khác nghĩa nhau à. Hai cái chữ này nó khác nghĩa nhau và nó hơi khác từ tính nữa. Khác từ tính thì một bên là verb, một bên là noun à, nó khác từ, nó khác nghĩa và khác từ tính, từ verb chuyển sang noun. Và một cái trường hợp thứ ba là một cái trường hợp mà nó không thay đổi về nghĩa à, nó không thay đổi về nghĩa, tức là nó bằng nhau luôn à. Nên là trường hợp thứ nhất là trường hợp từ nghĩa A sang nghĩa B. Nghĩa trường hợp thứ hai là trường hợp từ từ tính verb sang từ tính noun. Và trường hợp thứ ba là hai đứa nó bằng nhau, không thay đổi về nghĩa. Cho nên là nó khá là khó chịu à, chúng ta cần chú ý một chút xíu. Cái trường hợp này thì nó xuất hiện không nhiều à, xuất hiện không nhiều. Có hai trường hợp này thì nó xuất hiện tương đối à. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái trường hợp thứ nhất này.
Đó là cái trường hợp nó rơi vào những chữ na nọ trơ trơ. Và khi mà nhắc đến cái na nọ trơ trơ này thì lão sư có một cái từ khóa dành cho nó, đó là combo 4, combo 4, combo 6 và combo 9. Để nhắc đến cái vấn đề của na nọ trơ trơ thì chúng ta sẽ có một cái từ khóa, đó là combo 4, combo 6 và combo 9. Combo 4, combo 6, combo 9 của chúng ta nó sẽ xuất hiện đầu tiên, là sẽ nói tới combo 4. Combo 4 tức là 4 chữ, 4 chữ này. Ok, 4 chữ này. Thì chúng ta thấy là 4 chữ này nó là 4 chữ khác biệt nhau. Chữ đầu tiên là chữ na na na. Chữ thứ hai là chữ nạ nạ. Na nạ na nạ. Nọ 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 na na nạ nọ na na nọ nọ. Và khi mà chúng ta nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy là cái chữ này nó lấy cái chữ này làm gốc, nó lấy cái chữ này làm gốc. Và cái chữ này thì một cái chữ là nó thêm ở vô, chữ này là cái chữ này mà nó thêm chữ khẩu vô. Và chữ này thì nó vừa thêm chữ khẩu và vừa thêm chữ ở vô, như là combo 6. Thì chữ này, chữ na, lấy chữ na làm gốc. Chữ bên này của mình là thêm chữ ở. Chữ này chữ na thêm chữ khẩu phía trước đọc là nọ. Và bên này là nọ, 4 chữ. Và 4 chữ này của mình bốn chữ này thì về nghĩa, nghĩa của chữ này chúng ta, chữ này là chữ dat, chữ dat 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 idisti dat idisti, chữ này dat có nghĩa là đó, đó, cái đó, đây là, đó là, đó. Và khi mà mình thêm cái ở trong cái vị trí này ha, thì cái ở này nó mang nghĩa là nơi chốn, nên là từ dat mình qua đây sẽ là there, dat there, đó, chỗ đó. Tôi ở chỗ đó, bạn qua chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó cảnh rất là đẹp, chỗ đó người rất là đông. Một cái là that, một cái là there. Khi mà thêm chữ khẩu vô thì chữ này của mình thành câu hỏi, thì của mình đây là which. Which, nào, cái nào, nào, cái nào, bạn là người nước nào, nì sư nà của rỉnh, nì sư nà của rỉnh, bạn là người nước nào. Ok, nó là which, nó là nào. Which country are you? Là which. Bên này vừa có khẩu mà vừa có ở, vừa có nơi chốn mà vừa hỏi, nên chữ này của mình là where. Ok, nên là chúng ta sẽ có chữ na và na, na và na, thêm ở vô. Na và nạ, na và nạ, na nọ và nọ, nọ, no, na, no, nạ và nọ. Về phần nghĩa ha, chữ đầu tiên là that, bắt đầu nghĩa đầu tiên của mình, nghĩa gốc của mình là chữ that. Và khi mà thêm ở vô nó là nơi chốn, từ that sang there, đó, nơi đó, chỗ đó. Xuống này của mình là câu hỏi, đó, nào, cái nào, nọ, which. Và bên này của mình là where, nó là nơi nào. Ở đây mình mới có câu là nín truy nọ, nín truy nọ, anh đi đâu, anh đi đâu, where are you go, nín truy nọ, nín chư tao truy nọ, truy nọ, nín chư tao truy nọ, anh biết đi đến đó, đi sao không, nín chư tao truy nọ, đi đến đó, đi đến chỗ đó. Nó là na và nọ. Thì đây của chúng ta là cái combo, combo 4. Combo 6 của chúng ta ha, combo 6 của chúng ta nó rơi vào chữ na lì và nã lì, na lì và nã lì. Và trong đó chữ ở bằng với chữ lì. Lão sư nói vui ha, nói vui là bạn nào không ở được thì lì, bạn nào không phát âm được âm ở thì phát âm âm lì.
na lì nã lì dễ đọc hơn à, là sư thích thích lì hơn là thích ở à, nor nã na lì nọ nã lì và tụi nó bằng nghĩa với nhau à, hai cái này bằng nghĩa với nhau và hai cái này bằng nghĩa với nhau nên là chúng ta là nín truy nã lì nín truy nã lì. Hồi bài số 3 của chúng ta có cái bài đó là nì truy nã lì nì khuẩy nã lì à, nì xì khoan nã lì nì sư nã lì rỉnh là chữ nã lì này nghe okay. Và nì truy nã lì nì chứ đâu truy nã lì chẩm chẩu mà à, thì hai cái này bằng nhau và đây của chúng ta đó là combo combo 6 à, combo 6 1 2 3 4 5 và 6 ok. Đó là combo 6. Bây giờ chúng ta qua đến cái combo 9 à, combo 9. Combo 9 nó xuất hiện ở ba chữ này. Đó là chữ trơ và trơ lì à, trơ và trơ lì. Thì cái trơ và trơ lì à, 6 chữ và 9 chữ. Thì cái trơ của mình ở đây đó là chữ dis. Dis y, das y, trơ sư, na sư, đây là, đó là à, trơ sư, na sư. Và tương tự với cái này của chúng ta, ở đây của this của mình đây là here à, thêm ở để chỉ nơi chốn nên là trơ nó thành here à, chỗ này à, trơ, à, chỗ này có rất nhiều cảnh đẹp, trơ dẫu hình tua phiêu len the phân chuyện, ở đây có nhiều trái cây, trơ dẫu hình tua sủy của à, và tương tự không ở được thì lì, trơ lì dẫu hình tua sủy của à, ở đây có rất nhiều nho, trơ lì dẫu hình tua phụ thảo. Và đó là cái vấn đề của chúng ta về combo 4, combo 6 và combo 9. Chúng ta ok không? Xác nhận nè. Ok combo 4, combo 6 và combo 9 không? Cái này chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện ba chữ của chúng ta trong này luôn. Đó là chữ tri nọ, tri na và thiện trơ à, thiện trơ đi đâu, đi chỗ đó, dừng ở đây à, dừng ở đây. Đó là vấn đề của combo 4, combo 6 và combo 9 xuất hiện ở chữ trơ và chữ chữ na. Nín tri nọ, anh đi đâu? Wo qu ta zhong gong shi, wo qu ta zhong gong shi. Ta trung công sư của mình chỉ là một cái địa danh, một cái địa điểm đến thôi à, nên là và ta trung của mình là cái tên riêng, không có gì hết à, chỉ là một cái tên riêng thôi. Thì 我去 ta trung công sư, 我去 mày của công sư, 我去 phả của công sư, 我去 dĩnh à, 我去 hãng của công sư à, tôi đi ngân hàng, 我去 dĩnh hãng, 我去 phả của dĩnh hãng, 我去 dĩnh của dĩnh hãng à. Wǒ qù xuè xiào, tôi đến trường. Wǒ qù xuè xiào, wǒ qù hǔ zhì míng shì xuè xiào, wǒ qù hě nèi xuè xiào, wǒ qù shì fàn xuè xiào. À, đến một cái trường nào đó. Wǒ qù ta lơ xuè xiào. Một cái địa danh, một cái địa điểm ha, và ta trung của chúng ta đây là tên riêng. Wǒ qù công viên, wǒ qù công viên, wǒ qù gia đình công viên, công viên gia đình. Nín chư tao chư na zǎn me zǒu ma? Nín chư tao chư na zǎn me zǒu ma? Trong bài này lão sư vừa có màu cam mà vừa có màu xanh à, vừa có màu cam và vừa có màu xanh của chúng ta. Nên là những chữ màu cam thì hồi nãy giải thích rồi. Bây giờ chúng ta giải thích chữ màu xanh. Zǎn me zǒu à, nín chư tao chư na zǎn me zǒu ma? Nghe chữ zǎn me zǒu. Zǎn me zǒu. Thì chúng ta sẽ có một vài thứ ở đây ha. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ có zǎn me cộng với lại verb. À, zǎn me cộng với verb, zǎn me cộng với verb thì chúng ta sẽ có zǎn me qù. À, zǎn me. Zǎn me qù, zǎn me chī, zǎn me
than zěme chuan à zěme zěme thiên. Ok, và zěme cộng với verb của chúng ta mang nghĩa là how. À, how làm cái đó như thế nào? À, làm cái đó như thế nào? Zěme chi đi như thế nào? Zěme chi ăn như thế nào? Zěme khan xem như thế nào? Zěme chuan mặc như thế nào? Zěme thiên nghe như thế nào? À, zěme chi, zěme chi, zěme khan, zěme chuan, zěme thiên. À, đi như thế nào? Ăn như thế nào? Xem như thế nào? Mặc như thế nào? Và nghe như thế nào? Đó là cái zěme cộng với lại verb. Chúng ta có một cái tiếp theo, đó là phân biệt giữa chi và chỗ. À, phân biệt giữa chi và chỗ thì chi và chỗ, chi của chúng ta là đi, chỗ của chúng ta là cũng là đi. À, nó có một cái điểm khác biệt giữa chi và chỗ hết sức rõ ràng, đó là chi mày của, chi phà của, truy diễn hẳn, truy phan tiên. À, nhưng còn bên này thì không. À, thì cái điểm khác biệt ngay chỗ này của chúng ta được gọi là truy cộng với lại tân ngữ chỉ nơi chốn. Ok, tree nó cộng được với tân ngữ chỉ nơi chốn, chỗ thì không. À, chỗ nó không đi với tân ngữ chỉ nơi chốn. Mình không nói là chỗ mày của, chỗ và của, chỗ diễn hẳn. À, đây là tree nè, tree nè cộng với lại nơi chốn nè. Ok, đi công ty, à, tree công sư, tree mày của, tree diễn hẳn, tree và của là tree được, chỗ thì không. À, chỗ nó chỉ đi, nó chỉ đi một mình thôi. Nó có đi với một vài tân ngữ và là tân ngữ cố định. À, tân ngữ nó rất là ít. Ok, nên là chậu, chậu không đi với tân ngữ chỉ nơi chốn. À, chậu, chậu la, chậu la, chậu ba. À, của chậu la, niềm mình chậu ba. À, điểm khác biệt rõ rõ rệt giữa tree và chậu là tree cộng tân ngữ chỉ nơi chốn, chậu thì không. Điểm khác biệt thứ hai giữa tree và chậu thì tree nó thiên về phương tiện. À, nó thiên về phương tiện và chậu nó thiên về phương hướng. Có một số nơi chậu thì người ta phân biệt là chậu là động tác liên quan tới chân, à, đi bằng chân. À, nhớ là sở thích cũng không rõ rệt lắm. Chậu nó liên quan về phương hướng và tree nó liên quan về phương tiện. Okay. Nên là chúng ta sẽ thấy cái bài trên này của mình. Zěme chi, zěme chi, zěme chi. Và khúc dưới này của mình là một mớ những cái phương tiện. Ok. Còn dưới này của mình nó là zěme chậu và khúc dưới này của mình là phương hướng. À, phương hướng. Nên là phương tree cộng với phương tiện và chỗ cộng với phương hướng. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái zěme chi, khi mà hỏi zěme chi thì chúng ta cần phải trả lời, đó là trả lời phương tiện. Còn khi mà chúng ta hỏi là zěme chỗ thì chúng ta sẽ trả lời là phương hướng. Khi chúng ta hỏi zěme chi, à, thì chúng ta sẽ trả lời ra là phương tiện. Zěme chi đi bằng phương tiện gì? Zěme chậu đi hướng nào? Ok. Nến truy nã anh đi đâu? Vừa truy ta trung công sư, tôi đi công ty. Ta trung của mình đây là đại chúng. À, tên của công ty đại chúng. Vừa truy ta trung công sư.
Nín chư tao chi na chậm mà chỗ ma à, chư tao chậm mà chỗ ma, anh biết đi đến đó đi như thế nào hay không à, chậm mà chỗ đi như thế nào hay không. Wo chư tao, tôi biết, y chữ chỗ tao hồng ly tân quảng dâu quại, y chữ chỗ tao hồng ly tân quảng dâu quại, và chúng ta có chữ y chữ chỗ. Y chữ chỗ và chúng ta sẽ có y chữ cộng với verb. Khi mà y chữ cộng với verb thì chúng ta sẽ có y chữ số. Y chữ số, y chữ khan, y chữ thiên, y chữ số, y chữ khan, y chữ thiên, y chữ chuan à. Và cái y chữ này của chúng ta y chữ này của chúng ta nó là một cái dạng hành động xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối dài, và mình dịch ở đây nó là liền, cứng, liền hoặc là suốt à. Tha y chữ su nó có nói suốt à, tha y chữ khan nó coi suốt, tha y chữ khan sầu chi nó coi điện thoại suốt, tha y chữ thiên à, nó nghe suốt, nó nghe, nó nghe, nó cứ nghe hoài, hoài liền và suốt. Ở đây chắc không có liền đâu, hoài hoài đi. Cứ hoài và suốt hành động. Tha y chữ choan nó cứ mặc cái bộ đó suốt ha. Tha y chữ choan na chen y phủ, tha y chữ choan na son xỉa giờ, nó cứ mặc cái đôi giày đó suốt. Và y chữ chậu cứ đi thẳng suốt à, y chữ chậu đi thẳng, cứ đi thẳng. Y chữ chậu, tao hỗn ly tân, tao hỗn ly tân, cái này của chúng ta là cái hỗn ly tân à, hỗn ly tân, hỗn ly và tân à, hỗn ly tân, tao hỗn ly tân, hoàng dâu quại à, hoàng dâu quại, và hoàng dâu quại. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái là hoàng cộng với lại phương hướng à, cộng với động từ hoàng cộng với phương hướng và cộng với động từ. Là sư vừa gõ tiếng Anh, vừa gõ tiếng Hoa, vừa gõ tiếng Việt là bị bấn loạn lên trên à. Hoàng cộng với lại phương hướng và cộng với động từ. Và quận này chúng ta là một cái dạng giới từ à, giới từ chỉ ra phương tại vì hôm trước mình cũng đã học cái phương hướng rồi à, sang xa chỗ vô chén hô lì quay trung, và quảng của chúng ta sẽ là quảng chỗ quảng vô quảng chén quảng hô quảng sang quảng xa quảng chén quảng hô. Trong bài về phương à, trong bài này thì chúng ta sẽ có bốn cái hướng mới của mình là hướng quảng tung quảng si quảng nản quảng bị à, đông tây nam bắc à, tung si nản bị. Lúc đó chúng ta sẽ là quảng quảng tung quảng si quảng nản quảng bị quảng sang quảng quảng sang quảng xa à, quảng sang quảng xa quảng chỗ quảng dâu quảng chén quảng hâu. Sau quảng của chúng ta là phương hướng, và sau đó chúng ta cộng với verb. Rồi cái này phương hướng mà, nên là chúng ta sẽ cộng với những cái verb mà nó có sự di chuyển, nó có tính di chuyển một chút xíu nè, nó có tính phương hướng chút xíu. Thì chúng ta có thể là hoàng tung khan à, hoàng tung khan hoàng si khan à, hoàng sang đi à,
Wang sang khan à, Wang sang khan, Wang xia khan, Wang hou khan à, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn ra sau, nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái à, Wang sang khan, Wang xia khan, Wang qian khan, Wang hou khan à. Và chúng ta có thể là phi. Phi là động từ cũng chỉ phương hướng à, bay qua bên này, bay qua bên kia, bay qua bên, bay lên trên, bay xuống dưới, bay qua phương đông, bay qua phía tây à. Và chữ thảo, chạy à, chạy lên phía trước, chạy lên phía sau, chạy qua bên này, chạy qua bên kia à. Hoàng, hoàng si thảo, hoàng nản thảo. Và chúng ta có chữ dậu, hoàng nản dậu, hoàng bảy dậu, hoàng si dậu à, những cái động từ phương, hoàng cộng phương hướng và cộng với lại động từ hoàng. Và lúc đó chúng ta sẽ dịch chữ hoàng này là chữ qua à, chữ qua à, bay qua phía đông, bay qua phía đông, chạy về phía tây, đi về phía nam à, còn động từ nào về hướng nữa ta? Chi, chi của mình đây là gửi, gửi hàng, gửi đồ, gửi bưu kiện á, gửi về phía bắc, gửi về bắc, gửi về bắc hoặc là gửi ra bắc cũng được à. Và nhìn lên trên, nhìn xuống dưới. Ok, thì mình thấy là cái phương hướng của nó, nhìn qua bên này, nhìn qua bên kia, bay lên bên này, bay qua bên kia. Quạng à, quạng cộng với phương hướng và cộng với động từ. Và toàn bộ nội dung bài của chúng ta hôm nay, chúng ta có nín truy nạ, anh đi đâu, wo chi ta trung công sư, tôi đi công ty đại chúng, nín chư tao truy nạ, zen me zou ma, anh biết đi đến đó đi như thế nào hay không, wo chi tao yi zhi zou dao hong lü deng wang you guai, tôi biết cứ đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ thì phải, tao là chiêu thiện cho bà, đến rồi dừng ở đây đi à, chiêu tạm thời không dịch ở đây ha, dừng ở đây đi. Xin kể wo fa piao please à, vui lòng đưa cho tôi hóa đơn, vui lòng cho tôi hóa đơn à, đó là phần bài của chúng ta. Những cái điểm chính trong bài à, những cái điểm chính trong bài của mình thì mình có đầu tiên là chúng ta phân biệt giữa na à, nạ, na và trơ ở combo 4, combo 6 và combo 9. Cái thứ hai là chúng ta phân biệt của chậm và chậu à, chậm và chậu à, phân biệt giữa tree và phân biệt giữa chậu, phân biệt giữa chậm và tree và phân biệt giữa chậm và chậu. Và y chữ chậu à, y chữ chậu, y chữ cộng với verb, một hành động vậy xảy ra trong khoảng thời gian dài, cứ suốt à, cứ hoài suốt. Và hoàng vô quại, hoàng cộng với phương hướng và cộng với động từ à, hoàng, hoàng chỗ, hoàng vô, hoàng chén, hoàng hô, hoàng sang, hoàng xa, hoàng tung, hoàng si, hoàng nản, hoàng bậy, và cộng với những cái động từ chỉ cái sự di chuyển. Ok, và đó là bài của chúng ta ngày hôm nay. Thời gian còn lại thì chúng ta sẽ vào phần nghe à, phần nghe.